là chùa Niết Bàn Định Xá này các bạn. Đó, bữa nay mình đi tham quan khám phá cái ngôi chùa này. Chùa này thì nói chung là cũng tương đối nổi tiếng ở Vũng Tàu các bạn. Đó, con đường đi vô chùa nè. Nó nằm trên đường Hạ Long á, của thành phố Vũng Tàu các bạn. Chùa này là đó, mình thấy cái hoàn cảnh bên ngoài. Mấy Đức Phật nè, cùng với mấy đồ đệ Đức Phật đang nằm. Một lát mình lên á, trên chánh điện có ông Phật nằm mà ông mới chỉnh to lắm. Và đây là một cái cũng là một trong những cái nơi mà nếu mà các bạn có ghé Vũng Tàu chơi, các bạn nên sẽ đến chùa này, chùa Niết Bàn Định Xá nè. Mình đi lên. Đây là Quan Âm Bồ Tát. Quan cảnh của chùa. Đây là hướng nhìn ra biển Vũng Tàu. Các bạn thấy không nào? Đó, Đức Phật đang nằm ngủ đó bạn. Mình đứng hoặc mình quay. Rồi bây giờ mình đi lên trên, ở trên, tầng trên các bạn. Trong chùa này người ta đốt nhang á, thơm lắm. Đây là chắc mình nghĩ chắc là quỷ sai quá. Đây là sơ đồ mấy người nào ở trên trần gian phạm tội đó, người ta xuống địa ngục, người ta chịu những hình phạt như vậy. Mình đi lên đây đi. Đây là Đức Phật các bạn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ở trên này là cái tháp chuông hả bạn, tháp chuông á, nào mình quay cái tháp chuông cho bạn coi nào. Đây là cái mô hình thiền quán nhà các bạn. Quay gần này cho bạn coi nào. Đây là ông Quan Công các bạn, tượng Quan Công, tượng mẹ, tượng bà nhìn ra biển. Mình đi lên cái tháp chuông, mình đi lên tháp chuông. À, ở trên chỉnh cái cửa đóng rồi tại hả thầy? À, đó, cái đắp chuông chỉnh. Mình quay ra hàng ta đóng cửa, người ta trả lời. Tượng mẹ Quan Âm nhìn ra biển.
mình đi xuống này mình coi. Rồi trên này thơm ghê luôn. Mình quay biển Vũng Tàu các bạn coi đó. Sáng sớm mình đã tắm rồi. Sáng sớm du khách ra tắm biển. Đó các bạn thấy không? Này, thôi mình quay cái quan cảnh xung quanh này, đây cái tháp này. Tháp của chùa này mình đó. Rồi tháp này cao lắm, tháp này xíu này cao lắm. Đó, cái tháp này nhìn ra biển. Hay đất mẹ qua rồi. Chùa này cái lối kiến trúc nhìn giống như chùa Ve Chai ở ngoài Đà Lạt đó bạn. Đó bữa nay công viên chùa vắng vẻ mình quay được. Hay đức Hoàng Thâm Bồ Tát. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi chúc các bạn vui vẻ nha.